Vâng, hello, xin vẫn chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Xe Thành.com ngày hôm nay. Để em giới thiệu sản phẩm đó là Nokia 515 phiên bản 2 SIM nha anh chị. Hình thức là full chức năng, vẫn là zin on cho anh chị mua về sưu tầm sử dụng hoặc tặng người thân luôn ha. Đây là mẫu Nokia màu đen nè, đó. Rất là đẹp ha. Cũng còn tương đối thôi nha anh chị. Đây. Còn hai cây màu đen, một cây ken và một cây tầm khoảng trên 90%. Đó, cây đó đẹp hơn, cây này thì hơi xấu một chút xíu, ở phía sau nó có hơi chạy xước và phía dưới cũng có chạy xuống chút xíu luôn ha. Đó, cây này thì em đã có lắp sim sẵn rồi, đó, Vinaphone sống khăn đét luôn. Đây, ở mặt sau là có một số vết chày, đó, theo thời gian. Vẫn là Xenon, tức là Xen tất cả và trùng email luôn ha. Các anh chị muốn kiểm tra dòng máy thì cứ bấm sao thăng 4 số 0 thăng, ok, tự động sẽ hiển thị ra, Siri thì sao thăng 06 thăng ha. Đó. Siri này cũng ok lắm anh chị, 1102 là độc nhất vô nhị á. Đây là mẫu màu trắng nè, phía sau là mặt gold, rất là ok. Tại vì ngày hôm nay thì em ở quê ghi âm nên vậy thì nó hơi ồn một chút xíu, anh chị cũng thông cảm cho bên em ha. Đó, cái này cũng khá là đẹp anh chị. Đây, hình thức thì cũng xenon và cho anh chị mua về sưu tầm sử dụng. Dòng này thì bên em chỉ bán có là một ít triệu thôi. Anh chị nào mua cứ liên hệ cho em số điện thoại 0944440974 đuôi ha. Rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi hay cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nokia Xe Thành ha. Chúc chị có ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại trong clip lần sau. Bye bye.